Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về xuyến liên ở trong tứ hóa. Xuyến liên là gì? Xuyến liên chính là mối quan hệ giữa các tự hóa với nhau. Đấy, tự hóa thì gồm có 4 loại: lộc, quyền, khoa, kỵ. A, B, C, D. Cái cách mà nó sẽ liên kết với nhau nó gọi là xuyến liên. Các tự hóa. Tự hóa thì gồm có 2 loại: tự hóa ly tâm và tự hóa hướng tâm. Thường thì sẽ sử dụng nhiều về cái tự hóa ly tâm, tức là những cái tự hóa nó không đi qua tâm. Đấy, ví dụ như đây, ví dụ cung điền ở đây nó tự hóa lộc chẳng hạn. Đấy. Và cái hệ thống cung nô nó tự hóa lộc chẳng hạn. Đấy. Thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái mối liên kết, cái sự ràng buộc. Đấy, liên kết. Đấy. Ở đây chúng ta có thể luận là đấy, A là lộc. Lộc thì nó thường liên quan đến vấn đề về kinh tế, làm ăn. Đấy, và nô và điền, đây là cái cách mà chúng ta có thể là hợp tác làm ăn về những cái vấn đề về đất đai. Đấy, đất đai hoặc xây dựng liên quan đến bạn bè. Đấy, mình và bạn bè có thể làm ăn chung về đất đai đó. Và nó liên quan đến A. A thì thường là một mang cái ý tưởng khá là tốt. Còn ví dụ như mà D chẳng hạn, tự hóa D, đây cũng tự hóa D thì nó gọi là xuyến liên D, xuyến liên kỵ. Kỵ thì có phần là nó sẽ không được tốt lắm, nó sẽ thiên về cái vấn đề về tranh chấp nhiều hơn, vấn đề về mâu thuẫn, có thể là điền và nô có thể là liên quan đến mâu thuẫn với nhà hàng xóm chẳng hạn. Đấy, hoặc là tranh chấp đất đai. Đấy, D kỵ. Kỵ thì nó liên quan đến nhiều cái xấu hơn, lộc thì đẹp. Và trong cái hệ thống xuyến liên này nó sẽ có một số cái điều kiện, tức là nó phải gọi là cùng điều kiện, cùng loại tự hóa này. Tức là đấy, tự hóa A. A thì nó sẽ xuyến liên với A thôi, tự A thôi. Đấy, B thì xuyến liên với tự B. C thì xuyến liên với tự C. D cũng vậy. Đấy. Và tự hóa ly tâm thì sẽ xuyến liên với ly tâm. Còn hướng tâm thì sẽ xuyến liên với hướng tâm. Đấy. Còn bây giờ thì hầu như mọi người sử dụng về cái ly tâm này nhiều. Ly tâm tức là nó đi xa khỏi tâm. Đây, ví dụ đây là nó gọi là tự hóa tại cung đấy. Đấy, xuyến liên với nhau. Và điều kiện thứ hai là giữa các cái tự hóa này đấy, nó không được có một cái tự hóa khác. Ví dụ hai cái này là D đúng không, tự nhiên nó lại có cái tự hóa B ở đây thì cái điều kiện này là không được. Đấy, không có tự hóa khác. Khác xen vào. Đấy. Và một cái điều kiện nữa là cái cách mà tự hóa nó xuyến liên với nhau, nó sẽ cách nhau tối đa là 6 ô. Đấy, ví dụ từ đây sang đây sẽ là một cái giới hạn của nó. Đấy. 6 ô. Đấy. Nếu mà cách nhau quá 6 ô thì nó sẽ xuyến liên theo cái khác, đấy, nó không xuyến liên với nhau nữa. Và cái xuyến liên này thì trong một số cái vấn đề nó sẽ thể hiện, trong một số cái vấn đề về đại vận, trong những yếu kỳ nó thể hiện cái sự kéo theo nhau. Xuyến liên, xuyến tức là cái nó quấn lấy nhau đấy. Đấy, kéo theo, cuốn theo. Đấy, ví dụ như những cái đại vận mà đến điển trạch nó sẽ dẫn theo cái nô bộc này, nó sẽ cuốn theo. Hoặc là đến cái đại vận có nô bộc nó sẽ cuốn theo cái vấn đề về điền trạch, mâu thuẫn với những cái đối tác làm ăn, nó sẽ dẫn đến vấn đề về điền trạch có thể là bị hư hỏng, có vấn đề về bị tranh chấp, bị lừa đảo về đất đai. Và có thể có nhiều xuyến liên. Ví dụ một cái trường hợp mà xuyến liên đây, xuyến liên kỵ này. Mệnh cũng xuyến liên kỵ này, phụ mẫu xuyến liên kỵ này và phu thê xuyến liên kỵ này. Đấy. Thì đấy, ba cái cung này nó xuyến liên với nhau. Đấy, có thể xuyến liên một lúc 4 5 cung cũng được, 6 cung cũng được. Đấy, miễn là nó sẽ có tự hóa. Đấy, ví dụ đây, tự hóa kỵ đây, tự hóa kỵ, mệnh kỵ. Đấy, nó thể hiện mối quan hệ gì? Đấy, phụ mẫu này, mệnh này và phu thê này. Ở đây nó thể hiện là một khi mà dính phu thê và phụ mẫu thì nó thường là vấn đề này, hôn nhân của mình dễ bị người khác cấm cản. Đây là một cái trong những cái tượng hóa có thể là các bạn
sau này sẽ gặp. Xuyến liên nó thể hiện rất nhiều cái mối quan hệ, và nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể là nghiệm lý, nó rất là dễ và rất là chính xác. Sau đây là mình xin hết cái bài này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.